Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Điện Máy Gia Khang ngày hôm nay nha. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu sơ qua cho các bạn về một số dòng máy lọc nước của nhà Sanoki đang kinh doanh tại Gia Khang. Hiện tại thì Sanoki có tới hơn gần 30 loại máy lọc nước rồi mọi người. Đây là một số cái mẫu tiêu chuẩn để mình giới thiệu sơ qua cho các bạn biết, là nó tìm mức giá chỉ từ 3 triệu thôi. Chỉ từ 3 triệu đó bạn sẽ sở hữu ngay rồi nha. Đây là bốn cái máy lọc nước của nhà Sanoki với hệ thống lọc là 10 lõi nha, 10 lõi lọc nha mọi người nha. Rồi có một cái con đặc biệt nhất thì nó sẽ có được máy nén inverter như thế này đó, sẽ giúp tiết kiệm điện hơn 30% so với cái dòng còn lại thôi. Rồi có một số dòng giá rẻ như đây đó, chỉ có một con vừa ngồi thôi mọi người, giá chỉ từ 3 triệu đó bạn sở hữu ngay, cũng là có 10 cái lõi lọc luôn. Rồi nếu mà các bạn cảm thấy cái này chưa đáp ứng đủ thì các bạn có thể đây qua một cái con này đó. Con này thì có hai vòi và một nước nóng và một nước nguội nha mọi người nha. Còn nếu mà chúng ta cần thêm nước lạnh nữa thì đây đó, có nước lạnh cho chúng ta đây, đây như hai dòng này đó. Còn cái loại mà full option nhất thì mình thấy là cái con này đó, đầy đủ các tính năng luôn rồi. Hệ thống lõi lọc cao cấp, có máy nén inverter, có ba chế độ nước luôn. Rồi ngoài cái việc mà chăm sóc sức khỏe cho gia đình của mình hiện nay á, thì cái việc mà trang bị một chiếc máy như thế này cho gia đình này rất là cần thiết nha các bạn nha. Đó, vừa bảo vệ sức khỏe cho mình, cho gia đình của mình, tránh các cái bệnh về đường ruột, về gan, về thận cũng như là da của người sử dụng nữa. Mà mức giá của máy lọc nước Sanoki rất là cạnh tranh trên thị trường luôn mọi người. Mình thấy là nó rất là rẻ so với các đối thủ khác cùng phân khúc luôn. Đó, hiện tại Gia Khang thì có rất là nhiều mẫu của Sanoki luôn. Các bạn có nhu cầu thì có thể liên hệ ngay cho Gia Khang qua cái phần comment hay là cái thông tin mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại.